you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi mẹ sẽ quay lại điều đó. Đưa cho chú Văn Bình cái này. Đây. Đây. Bảy. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Quá trời. Đó, vậy quá hay quá. Đoạn thứ nhì nha. Hôm nay mình không có đờn gati guitar gì nữa hết á. Mình làm trợ lý cho chị Ngọc đáng. Đây là bớt đen chị đáng đó. Thiếu quá trời đẹp. Thiếu mình Hoàng Nam thôi. Chưa cái mình chưa. Rồi cảm ơn Vinh. Cười lắm. Minh Phương á, bữa đêm đó Minh Phương á điện thoại hoài được tới sáng. Minh Phương điện hoài lắm, hỏi gì vậy? Mời ăn đi. Dạ. Cứ tự nhiên đi. Dạ. Đúng rồi. Minh Phương đi. Trời ơi, công nhận em coi nó xong á, anh Trường Giang có cái giọng hay, em mê cái giọng ông ghê luôn á. Ông nào? Trường Giang á. Em mê cái giọng ông quá. Ông cái khúc đầu hay, khúc sau là... Vui, đơn giản là vui. Bỏ này mà. Tôi gửi này là bánh cho nó trống. Tôi gửi bánh cho đi. Nè, có biết không biết đâu mà con quá rồi con gì đó. Là tiếp tục quay mà nãy mình thiếu bây giờ quay. Bàn tay nhỏ này nó cắt nghe ngọt dễ sợ. Chưa ăn bánh mà đã dậy rồi đó. Biết rồi nó cắt nhỏ đó, thấy không? Cắt bén hơn dâu lam. Dâu lam là dâu lam mẻo Mỹ gì đó. Nhâm nhựa. Người cắt thì lẹ mà hay nhưng mà không có thấy mặt. Bây giờ mình phải cho bà con ở trên Facebook coi nè, nhỏ này đẹp chưa. Đó, hai mẹ con đó. Đâu có. Mấy bạn nam diễn viên tấn châu đài truyền hình Cali Mật Nha Phọt Nha. Cali Phọt Nha nha quý vị ở trên Facebook mà thấy chương trình cổ nhạc phương Nam hay là chương trình cổ nhạc quê hương hay là chương trình cổ nhạc Tân Giả Lý là của cái ông mà bật ống xanh này đó, họ đó bên gì Minh Tơ Khánh Hồng Quỳnh Long gì đây nè, Tấn Châu Đông Đoàn Cải Lương Tân Giả Lý Tân Liều Liều Tân Giả Lý cổ nhạc quê hương cổ nhạc phương Nam nhiều thân lắm ha. Dạ không nhớ nổi bao nay giờ ba rồi coi tấm lòng của biển thì để cổ nhạc Tân Giả Lý ba thì mấy giờ mở đài thì mở bấm TV bấm tấm lòng của biển phương Nam còn ba bên ông cha thì gì Tân Giả Lý nhiều tên quá cái giả biết chưa đoàn gì thấy coi tụi lên tấm lòng biển thì để mình được nha từ 18 tháng 7 là phải ăn cái đề cái đoàn Tân Giả Lý 18 tháng 7 nhớ hay quá không nhớ cái vé mua cái vé còn giữ ở nhà đó mà nói ngay cái ngày hát đó là còn cái vé Bảo Quyền thật sự luôn cả gì đáng còn cũng nhớ hôm qua Bảo Quyền Quyền đấy ông chết vậy không nhắc lại nhớ cái đầu cũng nhớ mình chắc đó là không nhớ luôn mà không ơi đó là cái ngon anh thấy không nó không đề cập nó là biết không nhớ rồi nó liền nó giờ mai để bỏ lo cho mà đã cái nói vậy hả phần cầm được rồi đó mình xin chuyện chú mình nãy giờ con có thu cái lời nói mình nói vô đó